Bây giờ là 12 giờ kém 14 phút. Con bộ xe nó chạy lên trên đường vào xã Trung Hiệp, quê hương của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Dở quá. Nổi. Cái đó bán 15 ngàn. Đúng rồi, 15 ngàn ở trên mình. Con hơn nữa. Ba bắt hồi làm nữa vậy. Lặng còn tôi biết tên mẹ hồi. Ngon lành. Bên tay phải màn hình là con tinh đào để đất để đắp con đường này. Con tăng rưỡi. Tuy chưa có cái cầu cái đường này thì thủ tướng về thăm quê đi đường sông, cụ đi theo đường sông Mông Kích là phía trước mặt chúng ta. Quê hương Trung Hiếu bây giờ vẫn còn rất là không khí rất là nông nghiệp. Các bạn thấy là mà Nam Bộ trong mùa mưa trên là nước ngập mênh mông khắp nơi. Chị nuôi. Lớn con ráo riết kỳ công nè. Lễ. Trước mặt chúng tôi là cô Nhã, cán bộ khu tưởng niệm cố thủ tướng Phạm Hùng đứng dẫn đường. Đấy, mình cùng đây nè. Đây đình, nhưng mà mình đi thăm kia trước, bây giờ mình quay ra về luôn. Không, mình cứ mình ghé đường trước. Đến nhà ghé đâu mình ghé đó à? Điện đường ghé đây trước rồi ngồi đi chỗ dạ, đó. Chúng tôi là đến đình Bình Phùng. Đình Bình Phùng. Ghé lại thưa thầy. Dạ, ghé mình ghé. Đây là đình Bình Phùng. Ủa, nghe con đình kia. Hả? Đình, đây là đình. Không, không. Đình làng. Đình của cái làng này, làng Trung Hiệp. Ủa, vậy chừng là mấy cái này. Đi hồ Phú Mộ Á hả? Phú Mộ Á. Dẹp nè. Tưởng tượng nó đi, vẽ luôn cho bây đẹp. Bây giờ tụi con xuống đây. Đốt nhang. Đem đổ cái này. Không. Không. Đem chi cho nó mệt mỏi. Con xếp cái ghế lại nguyên. Đó là thành viên của câu bộ sáng tác trẻ đứng xuống đây. Hai khỏi cái quà. Mình ở đây nó không. Đây, cô gái đẹp đây. Thì cái linh không à? Đây, cao cao là Hoài Thương đấy, anh này từ xuất hiện Dân Mi đây. Đây, cô gái Thảo. Bác sĩ Lâm Quý.